nếu anh em còn đang loay hoay trong phân khúc vài trăm nghìn đồng chọn loa gì, chơi loa gì, hát loa gì thì đây BK51 500 1 triệu không đáng nhưng vài trăm thì đáng. Tại sao em lại nói như vậy? Nó chỉ danh dao động lanh quanh trong phân khúc đấy thôi anh em ạ. Một chiếc loa này có thể tập thể dục được. Đây, nắm đấm của em không hề nhẹ nhá. Nắm đấm này nặng 500 cân. Nếu bạn đấm phát vỡ cái loa này nhưng mà tì thì không vỡ. Đây, chất lượng nghe loa nhạc của nó là hoàn toàn bằng gỗ. Gỗ này thì là gỗ bình thường thôi chứ không phải cao cấp. Nếu mà trong phân khúc mà nghe 500 đến 1 triệu là chấp nhận được. Và bây giờ mời các bác nghe nhạc xem chất lượng âm thanh thế nào nhá. Mic thì cũng ok lắm đấy. Đây, mic cực kỳ ok luôn. Đây, cho các bác nghe tiếng mic nhỉ. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2. Bây giờ mình sẽ cho các bác nghe nhạc nhá. Em không hát thì hát hay quá rồi. Chán mãi rồi các bác ạ. Hôm nay giàu tí bỏ ra vài trăm làm cái loa cho phấn khởi. Chào các bác.